Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SBTN Washington DC. Kế tiếp, Quý Châu xin gửi đến quý vị chương trình tháng 7 của Hội Cựu Sinh viên Trường Võ Bỉ Quốc gia Việt Nam vùng Hòa Thịnh Đốn thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Hiền xin kính chào quý khán thính giả, xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SBTN. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình tháng 7 của Hội Võ Bỉ Quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn do Hội Võ Bỉ Hoa Thịnh Đốn thực hiện với các chủ đề tin tức sinh hoạt nội bộ, gian nan đời vợ lính và chương trình huấn luyện sĩ quan hiện dịch của Trường Võ Bỉ Quốc gia Việt Nam. Để mở đầu, xin mời quý vị theo dõi tin tức sinh hoạt nội bộ với chị Thúy Tiên. Cảm ơn Dự Hiền. Thúy Tiên xin kính chào quý khán thính giả và đại gia đình Trường Võ Bỉ Quốc gia Việt Nam. Kính mời quý vị theo dõi tin tức sinh hoạt nội bộ. Chủ nhật ngày 5 tháng 6 năm 2016, Hội Võ Bỉ Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận đã tổ chức một cuộc họp để bầu cử chức vụ hội trưởng Hội Võ Bỉ Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận cho nhiệm kỳ 2016-2018, gồm có 52 hội viên tham dự. Có 4 hội viên được đề cử. Kể từ giờ phút này, anh Vũ Xuân Đức và là người tân hội trưởng của Hội Võ Bỉ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Ban truyền thông xin chúc mừng và chúc tân hội trưởng Vũ Xuân Đức khóa 24 thật nhiều nghị lực và sức khỏe để phục vụ tập thể Võ Bỉ. Thứ hai, ngày 6 tháng 6 năm 2016, cộng đồng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã tham dự lễ thăng cấp chuẩn tướng của Đại tá Châu Lập Thế Flora tại công viên National D-Day Memorial tại thành phố Bedford, Virginia. Sau vần lễ nghi thức lễ tuyên thệ, bà Thủy phu nhân và con gái Christine của chuẩn tướng được vinh dự gắn lon một sao lên vai của chuẩn tướng dưới sự chứng kiến của Thiếu tướng William, chỉ huy trưởng vệ binh quốc gia tiểu bang Virginia. Đây cũng là niềm hãnh diện và vẻ vang chung cho người Việt. Hai ngày thứ Bảy 18 và Chủ nhật 19 tháng 6 năm 2016, Hội Võ Bỉ cùng với Liên hội Cựu Chiến sĩ và Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6 tại Trung tâm Thương mại Eden, Virginia, gồm có lễ truy điệu tối thứ Bảy và chào cờ trưa Chủ nhật 19 tháng 6 năm 2016. Cả hai buổi lễ đã được diễn ra rất trang nghiêm và long trọng. Thủy Tiên xin kính chào quý khán thính giả và đại gia đình Trường Võ Bỉ Quốc gia Việt Nam. Và kế tiếp, cô Kim Lai khóa 18-1 với Gian nan đời vợ lính. Kim Lai kính chào quý khán thính giả, quý chiến hữu và đại gia đình Trường Võ Bỉ Quốc gia Việt Nam. Trong cuộc chiến chống giữ miền Nam trước cơn sóng đỏ quốc tế với đạo quân tay sai Cộng sản Bắc Việt và cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam, khuôn mặt của những người vợ lính dường như rất mờ nhạt đằng sau những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chiến tranh càng tăng cường độ thì hình ảnh những người vợ lính vô danh ấy đã dần hiện rõ trong một ánh sáng kỳ diệu. Các chị là những người lính không vũ khí, không số quân, không tiền lương, không cả lương thực hành quân, nhưng là những người lính tỏa hào quang chói sáng trong hoàn cảnh nghiệt ngã, đã góp phần vào chiến thắng quyết định trên chiến trường. Nhiều chị đã theo chồng sống đời lính trận ở nơi các tiền đồn xa, xoay sở trong những chiến hào chật hẹp, chia sẻ gian nguy với các anh qua cuộc sống đơn giản và đạm bạc. Sự gắn bó chứa chan tình nghĩa ấy chắc chắn đã làm cho tay súng của các anh vững vàng và kiên quyết trước kẻ thù. Người vợ lính ở tiền đồn cán đáng cùng một lúc hai công việc. Một công việc nào cũng biểu hiệu hình ảnh và đức tính cao quý của người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến tranh. Đó là tính đảm đang tận tụy của người vợ, quán xuyến chuyện gia đình, trông nom dạy dỗ con cái, đồng thời can đảm cùng chồng trải mình qua những cơn bão lửa khắc nghiệt. Có nhiều chị đã hy sinh trước cả chồng mình qua những trận đánh sôi bỏng, những cái chết anh hùng đã diễn ra trong âm thầm, không có cờ vàng bao sọc đỏ,
trên chiếc quan tài tội nghiệp được ghép từ những mảnh ván thô sơ. Không có chiếc huy chương truy tặng, không có tiếng kèn truy điệu. Người vợ lính chia sẻ cùng chồng những nỗi đắng cay, thiệt thòi đó bằng những cam chịu và vui lòng với những gì mình có. Những tiếng cười của trẻ thơ cũng đủ làm thành niềm hạnh phúc vĩ đại của người vợ lính. Các chị đã cùng chồng trấn thủ lưu đồn, các anh cơ cực thế nào, anh ngủ chập chờn ra sao, thì các chị cũng cơ cực và chập chờn ngành ấy. Chúng ta nghiêng mình tôn vinh những người vợ lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa với lòng cảm phục và biết ơn. Kim Lai kính chào quý khán thính giả, quý chiến hữu và đại gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Sau cùng, cựu sinh viên sĩ quan võ những khóa 20, nhiệm vụ của Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Kính thưa quý khán giả, cùng đại gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày nhiệm vụ của Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam trong việc đào tạo những sĩ quan hải dịch cho quân đội, cũng là những cán bộ xây dựng quốc gia. Năm 1948, Trường Sĩ quan Việt Nam được thành lập tại Huế, rồi đổi thành Trường Võ Bị Liên quân Đà Lạt, có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan hiện dịch đáp ứng nhu cầu của chiến trường và sự lớn mạnh của quân đội. Năm 1956, Tổng thống Ngô Đình Diệm thành lập nền đệ nhất Cộng Hòa, thì chính quyền chủ trương sĩ quan hiện dịch phải đáp ứng được cả nhu cầu cán bộ quân sự trong thời chiến lẫn cán bộ xây dựng quốc gia. Do đó, nhiệm vụ của trường không chỉ đào tạo cấp chỉ huy của chiến trường mà còn là những chuyên viên có đủ khả năng tham gia vào công cuộc xây dựng, kiến thiết quốc gia. Họ cần có kiến thức văn hóa, quân sự lẫn khoa học, kỹ thuật, trình độ đại học. Bởi vì đất nước chúng ta đang ở trong tình trạng là một quốc gia chậm tiến, kém mở mang trên mọi lĩnh vực. Nhân lực, tài nguyên có giới hạn, thiếu cán bộ chuyên môn trên mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề. Phải đương đầu với cuộc chiến tranh du kích phá hoại do Cộng sản quốc tế chủ trương. Năm 1959, trường lại đổi tên thành Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Trong lễ đặc viên đã đầu tiên, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã chỉ thị, nhiệm vụ của Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam là đào tạo cán bộ chỉ huy một thứ chiến tranh mà ta phải đương đầu. Thứ chiến tranh đó không phải là thứ chiến tranh quân cụ, một thứ chiến tranh bấm nút hay một thứ chiến tranh chỉ liên hệ đến người quân nhân mà thôi. Thứ chiến tranh mà chúng ta phải đối địch là thứ chiến tranh cách mạng, một thứ chiến tranh lý tưởng đối đầu lý tưởng. Liên hệ trực tiếp đến toàn dân và trong đó yếu tố tinh thần là yếu tố tin tưởng vào chế độ mình là quyết định. Bởi thế, từ quan niệm, chương trình đến việc học tập, Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam phải phù hợp với các điều kiện của cuộc chiến tranh cách mạng. Vì thế, trường có nhiệm vụ phải giúp cho các sinh viên sĩ quan hiểu biết tường tận về binh nghiệp với tư cách là một cán bộ quân sự của Hải Lục và Không Quân. Có đầy đủ tư cách lực tác phong của một cấp chỉ huy theo phương châm từ thắng để chỉ huy. Thắng bản tính cá nhân ích kỷ xấu xa của bản thân rồi mới chỉ huy được người khác, có đầy đủ khả năng và sẵn sàng tham gia vào công cuộc kiến thiết quốc gia, phải thấm nhuần lý tưởng quốc gia dân tộc một cách sâu sắc, đồng thời cũng phải thấu hiểu một cách tường tận các thủ đoạn gian manh tàn ác của Cộng sản nhằm tuyệt đối trung thành với chính phủ quốc gia để hoàn thành thiên chức của người chiến sĩ bảo quốc an dân. Họ phải tình nguyện đi tiên phong và chấp nhận mọi gian nguy trong cuộc chiến, bảo vệ lý tưởng quốc gia, chống lại tà thuyết Cộng sản, họ đem lại độc lập, tự do, dân chủ và cho dân tộc. Do đó mà hôm nay, dù ở xa quê hương, nhưng tập thể cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam vẫn liên tục đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc mà trường rừng mẹ đã dạy công tôi luyện, dạy bảo. Trân trọng kính chào. Diệu Hiền xin kính chào quý khán thính giả và đại gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Xin mời quý vị đón xem chương trình kỳ tới. Bút nhóm lửa Việt xin kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ tình thương Gala Merciful Xót Thương vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 17 tháng 7, 2016 tại Dragon Court 4520 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28213 do Linh Mục Hải Đăng điều khiển chương trình với sự góp mặt của danh ca Nguyễn Hồng Nhung. Mọi chi tiết xin liên lạc Hồng Thoát 704-497-1059 hay Linh Nhẫn 704-661-4779. Mọi đóng góp xin gửi về Lửa Việt Youth Association, PO Box 349, Marlboro, New Jersey 07746. Thông báo,
Đại hội dạ tiệc dạ vũ tình lai không biên giới được diễn ra tại nhà hàng Fortune Restaurant ngày 10 tháng 7, 2016 lúc 5 giờ tại Seven Corners, 6249 Arlington Boulevard, Falls Church, Virginia 22044. Giá vé ủng hộ 35 đồng luôn phần ăn 8 món. Mọi chi tiết xin liên lạc Kiều Gold 804-938-9594, Tom Murray 703-928-3841, Trọng Trần 703-470-2880. Mùa hè sắp đến, vườn mai vàng Florida sẽ cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, vườn còn có nhiều loại bonsai và cây cảnh, đặc biệt nhất là mai vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Quý khách nên order cây từ bây giờ đến cuối tháng 10 để tránh việc gửi cây vào mùa đông. Vườn mai vàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ, hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, nếu quý vị muốn làm đại lý của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với mai vàng Florida 941-301-9251. 941-301-9251. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Kính thưa quý vị, đến đây, chương trình phát hình của SBTN Washington DC xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.